kinh doanh thì mình phải biết tự hào dân tộc. Bởi vì cái mà cái đất nước mình đang đứng đây, mà mình đang kinh doanh đây là chính là đất nước Việt Nam. Không phải là mình không biết tiếng Anh, tôi cũng biết tiếng Anh, tôi cũng hiểu tiếng Trung. Và nói nếu mà cả tiếng Nga nữa và có một số thứ tiếng nữa mà chắc chắn là tôi nói ra nhiều người không hiểu được. Nhưng mà mình không nên nói như thế. Bởi vì cái ngoại ngữ chỉ là phương tiện, chứ ngoại ngữ không phải là mục đích chính của mình trong việc kinh doanh. Chứ còn đương nhiên, nếu gặp một người Tây ở trên đất nước này, nói chuyện với người ta, mình sẽ nói tiếng Anh. Nhưng mà nếu anh là người Việt Nam, mà anh nói với tôi cũng người Việt Nam, và cái chương trình này sẽ phát cho đồng bào tôi nghe, thì tốt nhất anh hãy nói tiếng Việt. Các bạn ấy nhiều khi là viển vông quá. Mình cái phương án kinh doanh của mình ý, trên trời dưới biển, mình không thực tế. Mà không thực tế thì rất khó thuyết phục người khác. Không thực tế rất khó thành công. Cho nên là tốt nhất hãy thực tế. Nếu anh làm kinh doanh, anh đừng nghĩ rằng cái tiền của người khác đầu tư cho mình đương nhiên là tiền của mình. Không phải thế. Anh có thể nhận đầu tư từ nhiều hình thức khác nhau, từ vay, từ được cho hoặc từ thiện, nhưng anh phải có trách nhiệm với cái người đưa tiền cho mình. Và nếu anh có trách nhiệm với người đưa tiền cho mình thì anh là chính là có chữ tín trong xã hội. Cái thứ ba tôi muốn nhắc nhở các startup là gì? Hãy nhằm vào những cái mà thị trường cần. Mình bán cái mà thị trường không cần, cái đấy là rất nguy hiểm. Cho nên là tốt nhất con người ta là suy nghĩ kỹ, tính toán kỹ, làm phương án kỹ, mà phương án nào thị trường chấp nhận được, đấy chính là phương án kinh doanh có đạo đức nhất.